Video này bản quyền thuộc về Thầy Hoàng Xuân Trường, Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ. Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ, đơn vị chuyên đào tạo tiếng Hàn, chất lượng cao, chuyên xuất khẩu và du học Hàn Quốc. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần bài học với bài 15, Hàn Quốc Sinh hoạt, tôi đã quen với sinh hoạt ở Hàn Quốc. Đầu tiên chúng ta sẽ hãy tìm hiểu về phần hắc giúp mục tiêu, mục tiêu bài học ngày hôm nay. Mục tiêu bài học ngày hôm nay là in sen, từ vựng về phần in sen về phần cuộc đời, phiên hoa về phần sự thay đổi, phiên hoa tức là biên hóa đấy ạ, sự thay đổi. Phần ngữ pháp 1, bước qua phiên in thì là ngữ pháp số 1 đó là tính từ đi với a chita và động từ đi với kê tuê tính từ thì là trở thành trở nên còn động từ đi với kê tuy ta là được hoặc bị hoặc trở thành trở nên paragil nói một anbu cô, khinh hoang paragi anbu là việc hỏi thăm hỏi thăm và uh, chúng ta nói về cái tình trạng hiện nay. Tiếp theo, phun bước qua phiên ý, Nước pháp và biểu hiện số 2 chúng ta có động từ đi với ki chờ nê. Động từ bỏ ta đi với ki chờ nê là trước khi làm một việc gì đó. Tiếp theo, động từ đi với n hoặc ân huê là sau khi làm việc gì đó. Nhưng mà đối với có bát chim thì sẽ đi với ân, còn không có bát chim sẽ đi với n. Ví dụ như là Han huê sau khi làm Mở cơn huê là sau khi ăn tiếp theo phần nói hai Pien hoa son miêng hagi chúng ta giới thiệu hay chúng ta giải thích về cái sự thay đổi tiếp theo cô maraki tấtko maraki chang lê hi mang e the thèo kỳ chúng ta nghe một cái đoạn hội thoại về cái hy vọng trong tương lai Ân thuê phu kế hoạch kế interview cực kỳ. Chúng ta hãy nghe một cái đoạn phỏng vấn về cái kế hoạch sau khi nghỉ hưu. Kum, Chúng ta hãy nói về cái giấc mơ của chúng ta, giấc mơ của một cậu bản thân, ước mơ của bản thân. Tiếp theo phần 2, phần tiếp theo là Ilkosuki, phần đọc và viết. Chúng ta có phần đọc đó là Seoul biên hoa e Chúng ta hãy đọc một đoạn văn về cái sự thay đổi của Seoul. Koyang biên hoa e Chúng ta hãy viết về sự thay đổi của quê hương các bạn. Tiếp theo, qua chê phần thực hành. 인생 그래프 chúng ta hãy phát biểu chúng ta hãy phát biểu cái bản đồ cuộc đời của chúng ta sơ đồ cuộc đời của chúng của chúng ta bun hoa san chết là phần văn hóa sâu đê biển hóa. chúng ta hãy tìm hiểu văn hóa trong phần này đó là sự thay đổi của sâu và cuối cùng là phát âm đó là hít thả lạc phát âm mất chữ hờ tức khi phát âm mình không đọc đến chữ hờ thì trong phần này chúng ta hãy chú ý đến từ vựng cuộc đời và sự thay đổi ngữ pháp mỗi bài đều chúng ta đều có bốn ngữ pháp trong đó ngữ pháp này đó là uh, trở nên trở thành bị hoặc được khi trở nên và nờ ơn về trước khi hoặc sau khi chúng ta nói về thời thế và cái sự thay đổi trước đây và bây giờ bây giờ chúng ta sẽ uh, trực tiếp vào phần bài học bài số 15. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần từ vựng trong phần bài số 15. À, bắt đầu vào phần bài 15. Hàn Quốc xeo gà Thì chúng ta vào phần từ vựng, chúng ta sẽ tìm hiểu từ vựng trong phần này. Đây là quá trình, tức là từ vựng đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về in sen, là cuộc đời. Từ lúc theo na tàn được sinh ra đến lúc chúng ta là chết. Thì chúng ta đã thường trải qua những mốc lớn nào ví dụ theo là được sinh ra tiếp theo thứ hai là ipakata ipakata là nhập học chinkurun sakuida đây là kết bạn bè kết nối bạn bè kết thân sarange đây là yêu churupata churupata là tốt nghiệp chichikata là đi làm việc, đi tìm việc. Kết hôn là, ta, là kết hôn. Akirin là sinh em bé. Sưng chi là, ta, là thăng chức. Ưn ừ, thuê ha ta là về hưu. Và cuối cùng là chúng ta chết. Sẽ... Thì chúng ta nghe trong phần này. Theo <laughs> 입학하다. 친구를 사귀다 사랑에 빠지다 태어나다 입학하다 친구를 사귀다 사랑에 빠지다 졸업하다 취직하다 결혼하다 아기를 낳다 태어나다 입학하다 친구를 사귀다 사랑에 빠지다 졸업하다 취직하다 결혼하다 아기를 낳다 승진하다 은퇴하다 죽다 태어나다 입학하다 친구를 사귀다 사랑에 빠지다 졸업하다 취직하다 결혼하다 아기를 낳다 xem dinh tha 죽다. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần từ vựng tiếp theo. 늘다 là tăng, 줄다 giảm thưa là lên giá thưa là xuống 생기다. 나 소리야. 반전하다. 나 반전하다. 파티엔정당해야 늘다. 줄다. 늘다. 줄다. 오르다. 내리다. 오르다 내리다 생기다 발전하다 생기다 발전하다 늘다 줄다 늘다 줄다, 오르다, 내리다, 오르다, 내리다, 생기다, 발전하다, 생기다, 발전하다. chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần uh, ngữ pháp số 1 trong phần ngữ pháp số 1 này chúng ta có tính từ đi với a ơ chi đây cấu trúc này có nghĩa là trở nên hay trở thành cái danh từ này à, trở thành hay trở nên cái tính từ này xin lỗi các bạn tính từ ở đây là akirashi huesa senwari huesa senwari ichuk hejusoyo ichukara là quen quen thuộc là isuke chất sơ yếu là tiếp theo để chờ mày nên him trút nhìn tê lúc đầu thì hơi khó khăn y trên nên chú cơm pin hết chất và bây giờ thì đã à, chú là một chút pin hết chất trở nên là uh, thoải mái hơn trước lúc đầu hơi khó khăn nhưng bây giờ thoải mái hơn trước rồi 아키라 씨, 회사 생활에 익숙해졌어요? 네, 처음에는 힘들었는데, 이제는 조금 편해졌어요. 아키라 씨, 회사 생활에 익숙해졌어요? 네, 처음에는 힘들었는데, 이제는 조금 편해졌어요. chúng ta xem một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm qua il cap si qua cap là giá hoa quả bán đi pisada bán đây là đắt bán đi pisa chất sồi pisa chất sồi giá hoa quả mà đã đắt lên nhiều hàn quốc xe hoa đế ít chút ta. tốt có thể ít chút hết chất sồi <laughs> ít chút hết chết 날씨가 점점 덥다, 덥다리나, 더워, 더워졌어요, 더워졌, 더워지고 있어요. đang, trời đang nóng lên, đang, đang nóng lên. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 trong phần bài này. Ngữ pháp số 2 trong phần bài này đó là động từ đi với kê thuê già. Đó là được hoặc là bị hoặc là cũng là trở thành như cái cấu trúc trên. Ví dụ, Nana xinan chào minh chị và cô hàng Nana là bạn cùng quê của chào minh à Anio không Hàn Quốc về và số anh không 한국에 와서 한국 알게 됐어요. Nên, 한국 나나 씨는 샤오밍 씨와 고향 친구예요? 아니요. 한국에 와서 알게 됐어요. đ 한국 rồi tôi m ớ 나나 씨는 샤오밍 씨와 고향 친구예요? 아니요. 한국에 와서 알게 됐어요. TV와 중국당 거모 위조월에 한국 노래를 좋아해서 한국어를 배우다. 한국어는 배우게, 배우게 됐어요. 배우게 됐어요. 처음에는 매운 음식은 잘못 먹었는데 지금은 잘 먹게 됐어요. Chẳng mắc kỳ tuyệt sợ. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần bà đa kỳ yên. Chúng ta sang phần nói một. akira si ồ mani eo. Đã lâu rồi chưa gặp Akira. Nè, annyeonghaseyo. Chi-on-shi, kudongan chan jin etseyo. Trong thời gian vừa rồi bạn sống tốt chứ? 네, 잘 지냈어요. 방도 성도. 아키라 씨는 요즘 어떻게 지내세요? 아키라, 저오이 성태 나요 이제 한국 생활에 익숙해졌어요. 라오 날이 낯 익은 외국 생활에 한국 음 네, 회사 일도 익숙해지고 한국 음식도 잘 먹게 됐어요. vâng công việc ở công ty cũng quen dần và những món ăn hàn quốc cũng đã ăn được rồi chuôn đập châu chuôn không có việc gì không có việc gì xảy ra chứ chuôn tham tham bù thơ trung quốc kể thơ kê tôi thì bắt đầu từ tháng sau được làm việc ở trung quốc 아, 그래요? 아, 왜야, 얼마나, 얼마나, 있은, 있을, 있을 것데요? 반세, 어, 너, 정황, 말로? 2년 동안 있을 거예요. 짝라, 어, 정황, 하이남. 그런데, 지금까지 한 번도, 지금까지 한 번도 외국에서 친해본 적이 없어서 좀 걱정이에요. 대륙마, đến bây giờ tôi chưa có cái tôi chưa từng sống ở nước ngoài vì tôi chưa từng sống ở nước ngoài nên một lần nào cả nên tôi hơi lo lắng. Các chân Hajimaseo đừng lo lắng. Cho nên, xúc hết Lúc đầu thì chắc là sẽ hơi vất vả.

이제 한국 생활에 익숙해졌어요? 네. 회사 일에도 익숙해지고 한국 음식도 잘 먹게 됐어요. 지훈 씨도 별일 없지요? 전 다음 달부터 중국에서 일하게 됐어요. 아, 그래요? 얼마나 있을 건데요? 2년 동안 있을 거예요. 그런데 지금까지 한 번도 외국에서 지내본 적이 없어서 좀 걱정이에요. 걱정하지 마세요. 처음에는 힘들겠지만 곧 익숙해질 거예요. 아키라 씨, 오래간만이에요. 네, 안녕하세요. 지훈 씨. 그동안 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 아키라 씨는 요즘 어떻게 지내세요? 이제 한국 생활에 익숙해졌어요? 네. 회사 일에도 익숙해지고, 한국 음식도 잘 먹게 됐어요. 지훈 씨도 별일 없지요? 전 다음 달부터 중국에서 일하게 됐어요. 아, 그래요? 얼마나 있을 건데요? 2년 동안 있을 거예요. 그런데 지금까지 한 번도 외국에서 지내 본 적이 없어서 좀 걱정이에요. 걱정하지 마세요. 처음에는 힘들겠지만 곧 익숙해질 거예요. 아키라 씨, 오래간만이에요. 네, 잘 지냈어요. 아키라 씨는 요즘 어떻게 지내세요? 이제 한국 생활에 익숙해졌어요? 전 다음 달부터 중국에서 일하게 됐어요. 2년 동안 있을 거예요. 그런데 지금까지 한 번도 외국에서 지내본 적이 없어서 좀 걱정이에요. 아키라 씨 오래간만이에요 네, 잘 지냈어요. 아키라 씨는 요즘 어떻게 지내세요? 이제 한국 생활에 익숙해졌어요? 전 다음 달부터 중국에서 일하게 됐어요. 2년 동안 있을 거예요. 그런데 지금까지 한 번도 외국에서 지내본 적이 없어서 좀 걱정이에요. b 제 s i d e s chúng ta sẽ đóng vai của Chihun. 시작. 네, 안녕하세요, 지훈씨. 그동안 잘 지냈어요? 네, 회사 일에도 익숙해지고, 한국 음식도 잘 먹게 됐어요. 지훈씨도 별일 없지요? 아, 그래요. 얼마나 있을 건데요? 걱정하지 마세요. 처음에는 힘들겠지만 곧 익숙해질 거예요. <목소리> 네, 안녕하세요, 지훈씨. 그동안 잘 지냈어요? 네, 회사 일에도 익숙해지고, 한국 음식도 잘 먹게 됐어요. 지훈씨도 별일 없지요? 아, 그래요? 얼마나 있을 건데요? 걱정하지 마세요. 처음에는 힘들겠지만, 곧 익숙해질 거예요. 아, bây giờ chúng ta sẽ không nhìn vào phần chữ mà chúng ta nghe hai người này c h o hội thoại với nhau. Nói chuyện với nhau sau khi lâu ngày không gặp nhau. Chúng ta bắt đầu. 아키라 씨. 오랜만이에요. 네, 안녕하세요, 지훈 씨. 그동안 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 아키라 씨는 요즘 어떻게 지내세요? 이제 한국 생활에 익숙해졌어요? 네. 회사 일에도 익숙해지고 한국 음식도 잘 먹게 됐어요. 지훈 씨도 별일 없지요? 전 다음 달부터 중국에서 일하게 됐어요. 아, 그래요? 얼마나 있을 건데요? 2년 동안 있을 거예요. 그런데 지금까지 한 번도 외국에서 지내본 적이 없어서 좀 걱정이에요. 걱정하지 마세요. 처음에는 힘들겠지만, 곧 익숙해질 거예요. 중해라이 아키라씨, 오래간만이에요. 네, 안녕하세요. 지훈씨. 그동안 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 아키라 씨는 요즘 어떻게 지내세요? 이제 한국 생활에 익숙해졌어요? 네. 회사 일에도 익숙해지고, 한국 음식도 잘 먹게 됐어요. 지훈 씨도 별일 없지요? 전 다음 달부터 중국에서 일하게 됐어요. 아, 그래요? 얼마나 있을 건데요? 2년 동안 있을 거예요. 그런데 지금까지 한 번도 외국에서 지내본 적이 없어서 좀 걱정이에요. 걱정하지 마세요. 처음에는 힘들겠지만 곧 익숙해질 거예요. 어떤 회가은만나지의변화하의변화니다 Cái này chúng ta cũng có thể thực hành, ví dụ như là à, việc nhập học hay là việc tốt nghiệp hay là việc đi du học của những bạn học sinh hay là kết hôn hoặc là bạn đi làm việc ở đâu, chúng ta cũng có thể giới thiệu cho bạn bè của mình. Tình huống số 2 trong phần luyện tập này đó là bạn ấy ít xúc hechita cái gì? Đó là Hanguk seonhwando pinha pinha chigo 친구들도 많이 알게 됐어요. Tức là cái cuộc sống sinh hoạt tại Hàn Quốc cũng trở nên thoải mái hơn và à, cũng được làm quen với nhiều người bạn bè khác. Đây, cái sự thay đổi của bạn này đó là tháng sau là 미국에서 공부하게 되실, tức là bạn này bạn được đi là à, du học hoặc là đi đi học ở Mỹ, được đi học ở Mỹ. thì cũng à, khuyên bạn này là Uh, sẽ quen chân quen chân quen chân à cơ éo. cũng là cũng uh, tức là lúc đầu thì cũng là vất vả nhưng sau đó thì có cũng, quen nhanh thôi không không có vấn đề gì đâu Đây là tình huống số 2 uh, phần số 1 chúng ta học hai ngữ pháp đó là uh, tính từ đi với a ơ chi ta và động từ đi với kê tuê ta đối với tính từ thì trở thành trở nên một cái tính chất nào đó còn đối với uh, động từ thì chúng ta bị hoặc là được hoặc cũng hoặc là trở thành chúng ta có thể dịch là được hoặc là bị đối với những việc tốt thì chúng ta dịch là được còn những việc xấu chúng ta dịch là bị chúng ta sẽ sang phần tiếp theo chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần động từ đi với khi trở nề đây là trước khi làm một việc gì đó ở cấu trúc này, chúng ta chỉ cần động từ bỏ chữ ta và ghép với ki trở nê là chúng ta sẽ à, dùng được. Và cái này có nghĩa là trước khi làm cái việc đó, thì chúng ta sẽ làm việc gì? Ví dụ đây, chulbar haki chờ nói he là trước khi xuất phát, bạn hãy gọi điện cho tôi. Nê chulbar halkeo, vâng tôi sẽ gọi điện. 출발하기 전에 전화해 주세요. 네, 전화할게요. 출발하기 전에 전화해 주세요. 네, 전화할게요. t i ế 중 t h e 모 c 위 d 돌가다 고향에 돌아가다, tức là đ v q u v q u 부산 여행은 할 거예요. trước khi đi về quê tôi sẽ đi du lịch à, Busan thì là ca kỳ trở nè. này thôi ca kỳ trò này đây ạ suyong ha ta trước khi bơi thì chuẩn bị vận động ấn ha sẹo thì phải tập luyện à, phải vận động một chút trước khi bơi suyong ha kỳ trò này bà bơi mở cái trò này sốn trước khi ăn cơm thì hãy rửa tay. Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp tiếp theo trong phần bài 15 đó là động từ đi với n hoặc là ơn vui có nghĩa là sau khi thực hiện hành động này. Ví dụ như là khơ vi ma chúng ta đi uống cà phê nhé. 지금 배고픈데 bây giờ đang đói bụng, 밥 먼저 먹은 후에 밥 먼저 먹은 후에 가면 어때요? nếu mà đi sau khi ăn cơm thì bạn thấy thế nào đó là bây giờ chúng ta đi uống cà phê nhé 지금 배고픈데 밥 먼저 먹은 후에 가면 어때 커피 마시러 갈까요? 지금 배고픈데 밥 먼저 먹은 후에 가면 어때요? 커피 마시러 갈까요? 지금 배고픈데 밥 먼저 먹은 후에 가면 어때요 뭐소비 숙제부터 하다 숙한 숙제, 후에 노는 게 어때 sau khi uh, chơi sau khi làm xong bài tập thì bạn thấy thế nào? Cho nên, 아침은 먹다. 아침은 먹은 후에 커피를 마셔요. 먹은 후에 커피를 마셔요. Hai câu trúc này rất dễ đúng không các bạn? khi trở nên và à, động từ đi với khi trở nên hoặc là động từ đi với n ưn phuê là sau khi thì uh, có một số trường hợp thì cái e này À, trong văn nói thì có thể bị lược bỏ ví dụ như là ở đây ạ, Papun hu hoặc là Han hu cũng có thể nhiều trường hợp như vậy xảy ra cũng có thể người ta vẫn đang dùng như vậy cho nên là chúng ta cũng chấp nhận và bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo Maraki phần Maraki này chúng ta có cuộc nói chuyện giữa trương U và Hiền à, đầu tiên chúng ta sẽ xem phần hội thoại này chúng ta hai bạn này nói về nội dung gì Hien si, yo chum chi dạo này sống tốt chứ? Ajikto Hàn Quốc Dạo này hiền sống tốt chứ? Đến bây giờ vẫn chưa đến bây giờ cuộc sống ở Hàn Quốc vẫn khó khăn nhiều chứ? 아니요, Washington Him 지금 익숙해졌어요. ăn chỉ Không. Lúc đầu đến đây thì khó khăn nhưng mà bây giờ thì cũng quen rồi. Trước đây bố và Lúc đầu tiên thì có vấn đề gì là khó khăn nhất. Mẹ ôn ủm bỏ cơ so. Khó khăn thế lúc đầu thì vì là không ăn được những món ăn cay nên rất là vất vả còn bây giờ thì đã ăn được rồi ăn được tốt rồi. <laughs> vậy à, thà may mắn quá. 그런데 현 씨는 한국에 오기 전에 무슨 일은 했어요? trước khi đến Hàn Quốc thì bạn đã làm việc gì? 회사에 다녔어요. 또라디랑 그 회사. 한국어 공부를 마친 후에는 뭐할 거예요? Sau khi bạn học xong cái a u khi bạn học xong tiếng Hàn thì bạn sẽ làm gì? 한국에서 취직하려고 하는데 할수 있을지 모르겠어요. 또 muốn ở Hàn Quốc để tìm việc nhưng không biết có được hay không.

처음 왔을 때는 힘들었지만 지금은 익숙해졌어요. 처음에 뭐가 제일 힘들었어요? 매운 음식을 잘못 먹어서 고생했는데 지금은 잘 먹게 되었어요. 그래요? 다행이네요. 그런데 희엔 씨는 한국에 오기 전에 무슨 일을 했어요? 회사에 다녔어요. 한국어 공부를 마친 후에는 뭘할 거예요? 한국에서 취직하려고 하는데 할수 있을지 모르겠어요. 희엔 씨는 열심히 하니까 잘될 거예요. 희엔 씨, 요즘 잘 지내요? 아직도 한국 생활이 많이 힘들어요? 아니요. 처음 왔을 때는 힘들었지만 지금은 익숙해졌어요. 처음에 뭐가 제일 힘들었어요? 매운 음식을 잘못 먹어서 고생했는데 지금은 잘 먹게 되었어요. 그래요? 다행이네요. 그런데 희엔 씨는 한국에 오기 전에 무슨 일을 했어요? 회사에 다녔어요. 한국어 공부를 마친 후에는 뭘할 거예요? 한국에서 취직하려고 하는데 할수 있을지 모르겠어요. 희연 씨는 열심히 하니까 잘될 거예요. b 제우요가요이이요요 아직도 한국 생활이 많이 힘들어요? 처음에 뭐가 제일 힘들었어요? 그래요? 다행이네요. 그런데 희엔 씨는 한국에 오기 전에 무슨 일을 했어요? 한국어 공부를 마친 후에는 뭘할 거예요? 희엔 씨는 열심히 하니까 잘될 거예요. 시작. 아니요. 처음 왔을 때는 힘들었지만 지금은 익숙해졌어요. 매운 음식을 잘못 먹어서 고생했는데 지금은 잘 먹게 되었어요. 회사에 다녔어요. 한국에서 취직하려고 하는데 할수 있을지 모르겠어요. 우 <목소리도> 아니요. 처음 왔을 때는 힘들었지만 지금은 익숙해졌어요. 매운 음식을 잘못 먹어서 고생했는데 지금은 잘 먹게 되었어요. 회사에 다녔어요. 한국에서 취직하려고 하는데 할수 있을지 모르겠어요. 아, bây giờ chúng ta sẽ nghe hai b ạ c t n 씨, 요즘 잘 지내요? 아직도 한국 생활이 많이 힘들어요? 아니요. 처음 왔을 때는 힘들었지만 지금은 익숙해졌어요. 처음에 뭐가 제일 힘들었어요? 매운 음식을 잘못 먹어서 고생했는데 지금은 잘 먹게 되었어요. 그래요? 다행이네요. 그런데 희엔 씨는 한국에 오기 전에 무슨 일을 했어요? 회사에 다녔어요. 한국어 공부를 마친 후에는 뭘할 거예요? 한국에서 취직하려고 하는데, 할수 있을지 모르겠어요. 희엔씨는 열심히 하니까 잘될 거예요. 희엔씨, 요즘 잘 지내요? 아직도 한국 생활이 많이 힘들어요? 아니요. 처음 왔을 때는 힘들었지만 지금은 익숙해졌어요. 처음에 뭐가 제일 힘들었어요? 매운 음식을 잘못 먹어서 고생했는데 지금은 잘 먹게 되었어요. 그래요? 다행이네요. 그런데 희엔 씨는 한국에 오기 전에 무슨 일을 했어요? 회사에 다녔어요. 한국어 공부를 마친 후에는 뭘할 거예요? 한국에서 취직하려고 하는데 할수 있을지 모르겠어요. 희엔 씨는 열심히 하니까 잘될 거예요. <목소리> 한국 문화를 잘 몰라서 고생했는데 tức là bạn này mới đầu sang thì cái phần văn hóa Hàn Quốc chưa hiểu rõ 지금 좀 이해하게 됐어요 và bây giờ bạn này đã được hiểu thêm rồi và lúc trước thì bạn 태교에 다니기 전에 무슨 일을 했어요 trước khi mà học ở trường đại học này thì bạn đã làm, đã làm gì thì bạn vẫn làm nhân viên công ty và bạn ấy nói thêm về phần ước mơ đó là chút học Hàn Quốc Sau khi bạn tốt nghiệp thì bạn sẽ làm gì? Đó là bạn này bạn muốn học ở Thạc quân tức là học thạc sĩ, học cao học, học hệ thạc sĩ ở bên Hàn Quốc luôn ạ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Và chúng ta chú ý trong phần Baraki 2, chúng ta cũng nói đến phần khó khăn ở hiện tại, điểm tốt, điểm xấu khi mà chúng ta ra ở riêng hoặc là chúng ta đi du học ở bên Hàn Quốc. Tiếp theo, chúng ta có thể đánh giá được sự vất vả ở bên đó bao gồm đồ ăn rồi đi lại, rồi nhiều khi thiếu tiền. Rồi nhiều khi nhớ bố mẹ. Và cái sự thay đổi đó là thay đổi ở tính cách, thay đổi ở ngoại hình thay đổi ở tình trạng sức khỏe và các bạn đã được kết giao với những người bạn trên toàn thế giới và các bạn đã nói lên được cái ước mơ của mình. Thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Tết Cô Maraki trong phần bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, phần chuẩn bị chuẩn bị. Yosmika. khi còn bé, các bạn ước mơ bạn trở thành người như thế nào? Ước mơ của bạn là gì? Thì đây là ước mơ trở thành cảnh sát, ước mơ trở thành nhà nghiên cứu, ước mơ trở thành bác sĩ. Tiếp theo chúng ta chán thức cố. Chán thức cố mà cơ sơn Hãy nghe cho kỹ và chọn đáp án đúng. Và chọn cái đúng. Số 1 này chaphiô xaga Tu nhân cơ piano xa đây là luật sư giấc mơ của người phụ nữ đó là sau này sẽ trở thành luật sư nam cho nên tri cơ the cô người con trai bây giờ đang học ở the quân học ở cao học ở học viện nam cha nèn trung học sinh tế, 선생님이 되고 싶습니다, 되고 싶었습니다. đấy là bạn ấy đã có giấc mơ trở thành giáo viên khi là học sinh trung học. bây giờ chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ chọn đáp án đúng. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 샤오밍 씨는 어렸을 때 꿈이 뭐였어요? 저는 어렸을 때 농구선수가 되고 싶었어요. 그래요? 그런데 왜 농구를 계속 안 했어요? 중학생 때 다리를 다쳐서 농구를 그만두게 되었어요. 유진 씨는 어렸을 때 꿈이 뭐였어요? 어렸을 때는 선생님이 되고 싶었는데 지금은 꿈이 달라졌어요. 그럼 지금은 꿈이 뭐예요? 좋은 변호사가 돼서 힘든 사람들을 도와주고 싶어요. 저는 대학교를 졸업한 후에 뭘 해야 할지 아직 결정을 못했어요. 샤오밍 씨는 공부하는 걸 좋아하니까 대학원에 가면 어때요? 공부하는 것도 좋은데, 대학원에 들어가기 전에 일을 해보고 싶어서요. đầu tiên là bạn nữ, bạn ấy có uh, giấc mơ trở thành một luật sư để giúp đỡ cho những người khó khăn. Người con trai thì bây giờ đang học đại học chưa vào học viện và uh, người con trai này ngày uh, trung học đã ước mơ thành một cầu thủ bóng rổ nhưng vì gãy chân nên đã từ bỏ ước mơ. Chúng ta nghe lại lần nữa. Chào, THỰC không? Của... 맞는 것을 고르세요. 샤오밍 씨는 어렸을 때 꿈이 뭐였어요? 저는 어렸을 때 농구선수가 되고 싶었어요. 그래요? 그런데 왜 농구를 계속 안 했어요? 중학생 때 다리를 다쳐서 농구를 그만두게 되었어요. 유진 씨는 어렸을 때 꿈이 뭐였어요? 어렸을 때는 선생님이 되고 싶었는데 지금은 꿈이 달라졌어요. 그럼 지금은 꿈이 뭐예요? 좋은 변호사가 돼서 힘든 사람들을 도와주고 싶어요. 저는 대학교를 졸업한 후에 뭘 해야 할지 아직 결정을 못했어요. 샤오밍 씨는 공부하는 걸 좋아하니까 대학원에 가면 어때요? 공부하는 것도 좋은데

các bạn sau khi về hưu các bạn sẽ muốn sống như thế nào số 1 là đi du lịch số 2 là trao chaân bông ra tức là chúng ta làm những hoạt động tình nguyện và số 3 là chúng ta về quê trồng rauàn thức cô chimmbo nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi số 1 mát chịảân cờ sơn Col hãy chọn cái không đúng và

이 사람은 고등학교를 마친 후에 이 회사에 취직했습니다. 이 사람은 고등학교를 마친 후에 이 회사에 취직했습니다. 이 남자는 남자가 은퇴한 후 하고 싶은 일로 맞는 것은 모두 그르세요 Cái người con trai sau khi nghỉ hưu, à, thì à, hãy chọn tất cả những việc mà người người đàn ông này muốn làm sau khi nghỉ hưu. Đầu tiên số 1 là công bu Hariko người này muốn học. Số 2 là Yohen Hariko muốn đi du lịch. Phong sao hoan Thông ân Hariko muốn hoạt động tình nguyện. Thì chúng ta sẽ nghe đoạn số 2. 잘 듣고 질문에 답하세요 오늘은 다음 달에 은퇴하시는 김정민 씨를 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 몇년 동안 이 회사에서 일하셨습니까? 고등학교 졸업한 후에 바로 일하기 시작했으니까 벌써 40년이 되었네요. 시간이 정말 빨리 지난 것 같습니다. 처음 회사에 들어오셨을 때와 지금 회사가 많이 달라졌지요? 네. 그때는 직원이 다섯 명 밖에 없는 작은 회사여서 모두 가족같이 지냈습니다. 지금은 300명이 넘는 큰 회사가 되었습니다. 정말 많이 발전했지요. 다른 분들보다 승진을 빨리 하신 편인데 특별한 방법이 있습니까? 글쎄요. 특별한 방법은 없고요. 회사가 잘 되는 것을 보면 저도 발전하는 것 같아서 그냥 열심히 한 것밖에 없습니다. 네. 은퇴하신 후에 어떤 계획이 있으세요? 일을 하는 동안 너무 바빠서 아내와 시간을 많이 보내지 못했습니다. 그래서 은퇴 후에 아내와 같이 여행을 많이 하기로 했습니다. 여행을 다녀온 후에는 봉사 활동을 하려고 합니다. 멋진 계획이시네요. 그럼 여행 잘 다녀오시고 건강하시기를 바라겠습니다. 네, 감사합니다. Theo đoạn hội thoại thì người này đã cùng làm với công ty uh, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì chọn cầu số 3. Uh, người này đã cùng với công ty làm việc hơn 40 năm và đến bây giờ người này chuẩn bị nghỉ hưu. Và lúc đầu công ty nhân viên chỉ có 5 nhân viên và đến bây giờ có hơn 300 nhân viên. Và người này có kế hoạch sau khi nghỉ hưu đó là uh, du lịch cùng vợ và có những cái hoạt động tình nguyện. Chúng ta nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 오늘은 다음 달에 은퇴하시는 김정민 씨를 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 몇년 동안 이 회사에서 일하셨습니까? 고등학교 졸업한 후에 바로 일하기 시작했으니까 벌써 40년이 되었네요. 시간이 정말 빨리 지난 것 같습니다. 처음 회사에 들어오셨을 때와 지금 회사가 많이 달라졌지요? 네. 그 때는 직원이 다섯 명 밖에 없는 작은 회사여서 모두 가족같이 지냈습니다. 지금은 300명이 넘는 큰 회사가 되었습니다. 정말 많이 발전했지요. 다른 분들보다 승진을 빨리 하신 편인데 특별한 방법이 있습니까? 글쎄요. 특별한 방법은 없고요. 회사가 잘 되는 것을 보면 저도 발전하는 것 같아서 그냥 열심히 한 것밖에 없습니다. 네. 은퇴하신 후에 어떤 계획이 있으세요? 일을 하는 동안 너무 바빠서 아내와 시간을 많이 보내지 못했습니다. 그래서 은퇴 후에 아내와 같이 여행을 많이 하기로 했습니다. 여행을 다녀온 후에는 봉사활동을 하려고 합니다. 멋진 계획이시네요.

Ilko Suki phần đọc và viết đầu tiên phần đọc Yorobune Nara Yejonwa Thala Chilkosi Isumika tức là ở đất nước các bạn ngày trước và bây giờ có sự khác nhau không? Ở thực kia thành là chất bây giờ thì khác nhau như thế nào? thì ở Hàn Quốc thì khác nhau như thế này ạ phát triển lên và chúng ta sẽ đọc bài về Hàn Quốc Sài Gòn Ne Seoul đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái bài viết này đây là Chun Liang Kim tức Kim Chun Liang Chị ga theo nan cố sơn

Tôi sinh ra và lớn lên đến 6 tuổi ở Seoul. Sau đó vì công việc công ty của bố tôi, cho nên cả gia đình chuyển sang Paris của Pháp. Chơn Pháp스에 갔을 những cái lúc đầu mới đến Hà Pháp, Hàn Quốc은 아는 những cái người mà biết về Hàn Quốc không nhiều. 하지만 요즘은 한국어를 배우는 사람도 늘고 Thế nhưng, 하지만 thế nhưng à dạo này thì những người mà số người mà học tiếng Hàn Quốc đang tăng lên. 한국 음식이나 문화에 대한 관심도 많아지고 있습니다. Và cái sự quan tâm và sự quan tâm của, về cái văn hóa và ẩm thực cũng được tăng lên nhiều. Cho tôi, Hàn Quốc người Hoa, Hàn Quốc môn hoài để chúng tôi biết hơn, tôi đã đến Hàn Quốc. Và tôi cũng có sự quan tâm về à, tôi, tôi cũng vì muốn biết thêm về văn hóa và tiếng hàn, nên tôi đã quay trở lại Seoul. 그동안 Seoul, Seoul은 많이 thalla chất습니다. trong thời gian đó thì, trong thời gian vừa rồi thì là, Seoul đã thay đổi rất là nhiều. 예전에는, 예전에 우리 동네는 주택이 많았, 많았는데, 지금은 대부분 아파트로 바뀌었습니다. 아, trước đây thì ở cái vùng chúng tôi sinh sống thì có nhiều nhà riêng nhưng bây giờ đại bộ phận là đã bị thay đổi bằng chung cư. 그리고 우리 집 근처에 지하철이 없었는데 구호선이 생겨서 교통이 훨씬 편리해졌습니다 và ở khu nhà của chúng tôi gần nhà của chúng tôi ngày trước đây là không có ga tàu điện ngầm và bây giờ có đường tàu được mới có đường tàu số 9 nên giao thông thực sự là thuận tiện Tôi sâu nè xa nên quê kinh tô cho 쉽게 외국인은 본수 있습니다 thì hơn nữa ở Seoul dạo này có đã có nhiều người nước ngoài hơn ngày trước và bây giờ cái việc mà có thể gặp được người nước ngoài ở bất kỳ đâu thì nó dễ hơn. Sony 앞으로 또 어떻게 바뀐지 Tôi mong muốn là sau ngày càng phát triển hơn nữa. Và chúng ta có mấy câu hỏi như sau: Isarame thể Sơn mắt Chúng ta hãy chọn những cái không đúng về cái lời giới thiệu của cái người này. Sau Bạn này bạn ấy được sinh ra ở Seoul. Cái này đúng cho nên là mình không chọn. 여상까지 프랑스에서 살았습니다. Bạn này sống ở France, ở Pháp. Đến 6 tuổi. Không phải. Bạn này 6 tuổi mới đến Pháp. 한국을 배우러 한국에 왔습니다. Bạn này muốn đến Hàn Quốc để học tiếng Hàn. Bạn này đã đến Hàn Quốc để học tiếng Hàn. Số 1, số 3 đúng, số 2 sai. Chúng ta sẽ chọn số 2 tiếp theo Seoul thì ở thực kê thả là chất xuyên nhỉ ca à, Seoul thì biến đổi như thế nào để e chú thét thì màn đi học sơ Màn đi học sơ chí cơ hèo học sơ chí cơ hèo chú thét thì dần dần không có kêu thông đi phiên hẹn chất xuyên nhỉ phiên hẹn chất tả đó là kêu thông đi giao thông thì tuận tiện hơn 서울에 사는 Wegukini, Mani, Mani, Mana, Just Mida, m a a Just Mida, a n t that w h a to tell y o t a s s o m e h i n g yeah, from c t o r Banai. So, you tell us a g a i 내 고향 서울 제가 태어난 곳은 서울입니다. 저의 아버지는 한국 사람이고 어머니는 프랑스 사람입니다. 저는 태어나서 6살까지 서울에 살다가 아버지 회사 일 때문에 가족 모두 프랑스 파리로 가게 되었습니다. 처음 프랑스에 갔을 때는 한국을 아는 사람이 거의 없었습니다. 하지만 요즘은 한국어를 배우는 사람도 늘고 한국 음식이나 문화에 대한 관심도 많아지고 있습니다. 저도 한국어와 한국 문화에 대해 좀더 알고 싶어서 다시 서울에 왔습니다. 그동안 서울은 많이 달라졌습니다. 예전에 우리 동네는 주택이 많았는데 지금은 대부분 아파트로 바뀌었습니다. 그리고 우리 집 근처에 지하철역이 없었는데 9호선이 생겨서 교통이 훨씬 편리해졌습니다. 또 서울에 사는 외국인도 많아져서 어디에서나 쉽게 외국인을 볼수 있습니다. 서울이 앞으로 또 어떻게 바뀔지 기대가 됩니다. 내 고향 서울. 제가 태어난 곳은 서울입니다. 저의 아버지는 한국 사람이고, 어머니는 프랑스 사람입니다. 저는 태어나서 6살까지 서울에 살다가 아버지 회사 일 때문에 가족 모두 프랑스 파리로 가게 되었습니다. 처음 프랑스에 갔을 때는 한국을 아는 사람이 거의 없었습니다. 하지만 요즘은 한국어를 배우는 사람도 늘고 한국 음식이나 문화에 대한 관심도 많아지고 있습니다. 저도 한국어와 한국 문화에 대해 좀더 알고 싶어서 다시 서울에 왔습니다. 그동안 서울은 많이 달라졌습니다. 예전에 우리 동네는 주택이 많았는데 지금은 대부분 아파트로 바뀌었습니다. 그리고 우리 집 근처에 지하철역이 없었는데 9호선이 생겨서 교통이 훨씬 편리해졌습니다. 또 서울에 사는 외국인도 많아져서 어디에서나 쉽게 외국인을 볼수 있습니다. 서울이 앞으로 또 어떻게 바뀔지 기대가 됩니다. tiếp theo chúng ta sẽ vào sang phần tiếp theo đó là phần phát phát âm đây chúng ta thấy là cái sự phát triển của thành phố Seoul trong phần văn hóa này Sony ở thực kỳ Stanley vẫn một con đường và bây giờ năm 1970 tháng 5 năm. năm 2000 tháng 5 Ở đây so với dân số năm 1970 và năm 2010 thì chúng ta thấy dân số tăng gần gấp đôi Hangang Kuri Hangang đi là cái cầu bắc qua sông Hàn ngày xưa chỉ có một cái và bây giờ khoảng 30 cái chia trơn về tàu đường tàu thì có Inozone có một còn bây giờ từ 1 đến 9 Hakyo thì ngày trước có 800 năm 1970 có 845 cái trường học và bây giờ năm 2010 nó có 2182 trường học cái sự phát triển của Seoul và chúng ta sang phần phát âm một chút, phát âm về cái quy tắc đó là uh, quy tắc này ạ, phát chim hò hoặc là lờ hò, đằng sau nó là chữ hò, đằng sau nó mà là, bắt đầu bằng mum bằng nguyên âm thì chữ hò phát âm tuệ chi an tức là chữ hò không phát âm, phát âm phát âm là nờ hờ nờ lò hò và họ. tương tự như vậy no hoặc là bán cho bán hoặc là xí rồi ổ xí chúng ta sẽ xem phần phát âm này 1. 배가 고파서 많이 먹었어요. 2. 담배 좀 끊으세요. 1. 배가 고파서 많이 먹었어요. 2. 담배 좀 끊으세요. 1. 주말에는 극장에 사람이 많아요. 2. 기분이 좀 괜찮아졌어요? 3. 언니가 아기를 낳았어요. 4. 언제 라면을 넣어요? 물이 끓으면 넣으세요. 1. 주말에는 극장에 사람이 많아요. 2. 기분이 좀 괜찮아졌어요? 3. 언니가 아기를 낳았어요. 4. 언제 라면을 넣어요? 물이 끓으면 넣으세요. 우리가 마치고 15번의 수마치겠습니 về hai phần từ vựng đó là phần in sen tức là phần cuộc đời từ sợ mới sinh ra đến lúc mất thứ hai nữa là từ về thay đổi về thay đổi về thay đổi về tính cách thay đổi về ngoại hình hay là thay đổi về bạn bè đấy là đối với mỗi con người và thay đổi ở quê hương à, về giao thông về dân số hay là về à, số trường học như vừa xong chúng ta đã học thì ngoài ra chúng ta còn học thêm bốn ngữ pháp đó là tính từ đi với a ơ chita động từ đi với kê tuê ta thứ hai là ngữ pháp hai đó là động từ đi với ki chờ nê động từ đi với n ơn huê và cái sự thay đổi thì có thể thay đổi tăng giảm lên xuống hoặc là xuất hiện hoặc là phát triển thì chúng ta sử dụng mấy cái từ đó để chúng ta miêu tả, diễn tả và chúng ta học thêm hai phần hội thoại. Phần đầu tiên chúng ta học về hội thoại, mục tiêu là thăm hỏi bạn lâu ngày không gặp và nói những hỏi thăm và nói những cái sự thay đổi của bạn bè. Và tình huống số 2 là chúng ta nói về sự uh, nói về cái mong muốn của bản thân, nói về cái giấc mơ của mình. Và bài này chúng ta có một số uh, phần nói là nói về cái giấc mơ và phát biểu về cái à bản đồ của cuộc đời mình. Chúng ta bài số 15, chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ.